mỗi lần ra mắt phim là phóng viên nào cũng hỏi. Chắc Mỹ Văn gặp câu hỏi này ít nhất là khoảng 365, chắc là hỏi hoài luôn á, hỏi còn hơn mẹ nhà hỏi nữa. Và cái việc lập gia đình, kết hôn là việc của cá nhân của hai người đang yêu nhau. Để giữ mình không có tình yêu, mình không có yêu nhau thì làm sao mình kết hôn? Cái câu hỏi này Mỹ Văn cũng đang tự đặt cho bản thân của mình. Bản thân Mỹ Văn cũng mong muốn như những người bình thường khác là lớn lên, có tình yêu, cưới vợ, sinh con, đẻ cái. Xong rồi sau này vợ lớn lên, con cái lớn lên rồi học hành, rồi thành đạt, nó cứ monitor. Nhưng mà cuộc sống của mình không phải lúc nào nó cũng như thế. 10 người thì chắc cũng không có đủ 5 người như vậy. Chúng ta nên có những cái suy nghĩ nó rộng hơn. Nước Nhật, Mỹ Văn thấy họ có những cái chọn cuộc sống độc thân, không phải vì họ không có tình yêu, mà họ cảm thấy nó đơn giản hóa cái cuộc sống của bản thân của mình. Chúng ta nếu có điều kiện, nếu như chúng ta thành đạt, chúng ta có điều kiện cuộc sống, chúng ta có niềm vui, thì cái việc kết hôn nó liên quan gì đến ba yếu tố này? Nếu chúng ta có thể ngồi lại và có thể bàn luận cái vấn đề này thì nó cả một thập kỷ cũng chưa có câu trả lời.